Cô chào các em. Chúng ta tiếp tục đến với chủ đề nước Đại Việt thời Trần. Trong phần 2 tiếp theo của chủ đề các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần, chúng ta sẽ có 4 nội dung. 1. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ năm 1258. 2. Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên năm 1285. 3. Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên từ năm 1287 đến năm 1288. Và nội dung thứ tư, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. Trong cái phần 2, các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần của chủ đề này, thực chất ra nó là cái nội dung 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên ở thế kỷ 13. Tức là nói về 3 cuộc kháng chiến chống lại quân xâm lược Mông Cổ, rồi quân Nguyên của nước ta dưới thời Trần. Cô bắt đầu phần 1 nha. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ vào năm 1258. Chúng ta quan sát trên màn hình, đó là lược đồ của nước Đại Việt dưới thời Lý Trần. Phía Bắc Đại Việt giáp với nước Nam Tống, phía Nam Đại Việt giáp với nước Chăm Pa. Vậy thì âm mưu xâm lược Đại Việt lần này của quân Mông Cổ là gì? Là chúng ta theo dõi. Âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ là muốn đánh Đại Việt để dùng Đại Việt làm bàn đạp từ Đại Việt đánh lên phía nam của Nam Tống, kết hợp với một cánh quân từ phía bắc đánh xuống để tiêu diệt Nam Tống theo thế gọng kìm. Như vậy muốn tiêu diệt Nam Tống theo thế gọng kìm thì phải đánh Đại Việt trước. Rồi, đây là lược đồ cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ. Thì nguyên tắc để hiểu được nội dung của lược đồ, chúng ta phải đọc chú giải. Các bạn đọc chú giải để tìm hiểu những cái ký hiệu có trong cái lược đồ này. Cô xin tóm tắt về cái diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ. Những cái mũi tên màu xám đó là biểu thị cho cái đường quân địch tiến công. Thì đầu tháng 1 năm 1258, tướng Mông Cổ là Ngột Lương Hợp Thai đã dẫn theo 3 vạn quân tiến vào xâm lược nước ta. Chúng tiến đến Bạch Hạc, rồi từ Bạch Hạc tiến về Bình Lễ Nguyên. Cái vòng cung có mũi nhọn đó là cái phòng tuyến. Ngay tại phòng tuyến Bình Lễ Nguyên đã diễn ra cái trận đánh đầu tiên giữa quân ta và quân Mông Cổ. Trận đánh này là do chính vua Trần chỉ huy. Tuy nhiên trước thế giặc mạnh thì phòng tuyến Bình Lễ Nguyên bị vỡ, quân ta phải rút khỏi Bình Lễ Nguyên và lui về Phù Lỗ. Đây, mũi tên màu đỏ ngắt đoạn là quân ta rút lui. Từ Phù Lỗ ta lại tiếp tục lui về kinh thành Thăng Long. Còn quân Mông Cổ thì vẫn đuổi theo từ Bình Lễ Nguyên về Phù Lỗ và từ Phù Lỗ về Thăng Long. Lúc này triều đình nhà Trần quyết định là tạm thời sẽ rút khỏi kinh thành Thăng Long để lui về Thiên Mạc. Đó, các bạn nhìn thấy cái mũi tên màu đỏ ngắt quãng, đó là đường quân ta rút lui, rút về Thiên Mạc. Và ngay tại kinh thành Thăng Long thì nhân dân Thăng Long sẽ thực hiện cái kế hoạch là vườn không nhà trống. Vậy kế hoạch vườn không nhà trống là gì? Chính là kế hoạch mà toàn bộ nhân dân sẽ rút khỏi kinh thành, mang theo lương thực, thức ăn, gia súc, hoa màu vân vân, chỉ để lại một kinh thành trống rỗng thôi. Để làm gì? Mục đích của mình là để khi quân giặc tràn vào chiếm được kinh thành thì chỉ là một kinh thành không có bóng người, không có lương thực để nuôi quân. Chính vì điều đó sẽ làm cho chúng rơi vào tình thế khó khăn vì thiếu đói lương thực trầm trọng. Và đúng như ta dự đoán là quân giặc chiếm được kinh thành không một bóng người, không có lương thực, nên sau đó nó đã bị thiếu đói lương thực trầm trọng. Và đúng vào thời điểm đó, quân Trần đã từ Thiên Mạc ngược lên phản công lớn vào Đông Bộ Đầu. Đây, mũi tên màu đỏ là quân ta tiến công, đánh một trận lớn ở Đông Bộ Đầu. Quân Mông Cổ không chống đỡ nổi,
phải rút khỏi kinh thành Thăng Long, tháo chạy về nước. Trên đường rút chạy, chúng còn bị ta liên tiếp mở những trận tập kích, và đặc biệt là cái trận tập kích lớn ở vùng Quy Hóa gần biên giới, khiến cho chúng tổn thất nặng nề. Như vậy, cái cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ của ta diễn ra kết thúc thắng lợi trong vòng chưa đầy một tháng. Chưa đầy một tháng là đã đuổi được 3 vạn quân xâm lược Mông Cổ ra khỏi đất nước. Rồi, cô mời cả lớp ghi bài. Theo hướng dẫn mới thì cái cách ghi bài cho phần 2 của chủ đề nói về các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời Trần, tức là 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên á, thì chúng ta sẽ ghi bài theo cái cách là lập bảng nội dung chính ha. Cả lớp sẽ kẻ cái khung như trên màn hình cô trình bày, rồi chúng ta ghi chép nội dung theo từng chủ đề vào. Chủ đề cuộc kháng chiến, âm mưu, nhà Trần chuẩn bị, chiến thắng tiêu biểu, kết quả. Rồi cả lớp sẽ dừng màn hình để ghi chép cái phần bài học này vào nhé. Cái slide mà tụi con nhìn thấy có cái viết quay vòng đó chính là cái slide ghi bài. Cách ghi bài cho cái phần này là lập bảng nội dung chính, là chúng ta kẻ khung và ghi nội dung bài vào. Cô đến với phần tiếp theo, phần 2. Cuộc kháng chiến lần thứ 2 chống quân xâm lược Nguyên vào năm 1285. Rồi trên màn hình của chúng ta là lược đồ của nước Đại Việt thời Lý Trần. Thì lúc này phía Bắc Đại Việt là giáp với Trung Quốc, phía Nam là giáp với Chăm Ba. Chúng ta không còn thấy cái nước Nam Tống nữa, đúng không? Và lúc này là lần thứ 2 chúng ta chống quân xâm lược là quân Nguyên. Vậy quân Nguyên là ai? Có phải là một kẻ thù xâm lược mới hay không? Thì cô giải thích ở cái phần này. Lần thứ 2 chống quân xâm lược Nguyên cũng vẫn chính là quân Mông Cổ đó, được không? Nhưng gọi là quân Nguyên là vì sao? Là vì thời điểm này quân Mông Cổ đã lật đổ được nhà Tống, tiêu diệt nước Nam Tống, thâu tóm Trung Quốc và lập nên nhà Nguyên. Cho nên mình không gọi là quân Mông Cổ nữa, mà mình gọi là quân Nguyên. Bởi vì lúc này quân Mông Cổ nó đã lật đổ được nhà Tống, lập nên nhà Nguyên, nên mình gọi là quân Nguyên. Âm mưu của quân Nguyên trong cái lần thứ 2 xâm lược Đại Việt là gì? Là muốn đánh Đại Việt, đánh luôn Chăm Ba, để dùng Đại Việt và Chăm Ba làm cầu nối, mở rộng sự thôn tính xuống các nước phía Nam của Trung Quốc. Đây chúng ta thấy trên lược đồ, phía Nam Trung Quốc là Đại Việt, rồi sau đó tiếp nối là Chăm Ba. Thì nhà Nguyên nó muốn chiếm Đại Việt, chiếm Chăm Ba, để mà dùng đất Đại Việt Chăm Ba làm cầu nối, mở rộng cái sự thôn tính xuống phía Nam. Trước cái âm mưu này của nhà Nguyên thì nhà Trần đã có sự chuẩn bị như thế nào? Nhà Trần cử Trần Quốc Tuấn làm người chỉ huy cuộc kháng chiến. Trần Quốc Tuấn chính là Trần Hưng Đạo, mình còn gọi là Hưng Đạo Đại Vương đó. Thì ông đã cho soạn hịch tướng sĩ để động viên tinh thần chiến đấu của ba quân. Nội dung và ý nghĩa của hịch tướng sĩ chúng ta sẽ được học trong môn ngữ văn. Tuy nhiên chúng ta cũng biết được trong cái hịch tướng sĩ này có những cái lời nói lên nỗi lòng, tâm tư của người chỉ huy, là cái sự căm thù quân Nguyên khi mà sang xâm lược nước ta. Như là cái câu: ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối truột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm hận là chưa được nuốt gan uống máu quân thù. Thì dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn thân này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng. Tìm hiểu thêm hịch tướng sĩ để biết được cái tinh thần của cái bài hịch này nha cả lớp. Sự chuẩn bị tiếp theo của nhà Trần đó là cho triệu tập hội nghị Bình Thang. Hội nghị Bình Thang được mở ra ở bến Bình Thang thuộc Chí Linh, Hải Dương. Để làm gì? Triệu tập các vương hầu quý tộc nhà Trần về tham dự để bàn kế hoạch đánh giặc. Thì trong cái hội nghị Bình Thang này có một cái sự kiện diễn ra, đó là có một vương hầu nhà Trần đến dự, nhưng mà vì nhỏ tuổi cho nên không có được cho vào tham dự, đã tức giận bóp nát quả cam trong tay lúc nào không hay,
Và sau đó vương hầu này đã về huy động lực lượng quân đội của mình tham gia vào cuộc kháng chiến chống quân Nguyên với lá cờ thêu 6 chữ vàng. Vị vương hầu nhỏ tuổi đó chính là Trần Quốc Toản. Rồi, sự chuẩn bị của nhà Trần là mở một cái hội nghị diên hồng, là triệu tập mời các cụ già, bô lão, lớn tuổi có uy tín tại kinh thành về cái cung điện diên hồng tại kinh thành Thăng Long này để vua Trần xin ý kiến. Trước thế giặc mạnh như vậy thì bây giờ ta nên hàng hay nên đánh? Thì trong cái buổi diễn ra hội nghị diên hồng đó, tất cả những cụ già bô lão có mặt muốn người như một đều đồng lòng một lời là đánh, thể hiện cái tinh thần quyết chiến chống kẻ thù xâm lược. Đồng thời, sự chuẩn bị của nhà Trần còn là cho tổ chức duyệt binh lớn ở Đông Bộ Đầu. Rồi chúng ta đến với cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên vào năm 1285. Nguyên tắc là chúng ta cũng xem chú giải để biết được cái nội dung của lược đồ nha. Cô sẽ trình bày cái diễn biến trên cái lược đồ. Cuối tháng 1 năm 1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoang chỉ huy. Thoát Hoang chính là thái tử của nhà Nguyên lúc bấy giờ. Thoát Hoang tổng chỉ huy 50 vạn quân đó tràn vào xâm lược Đại Việt. Sau một số trận chiến đấu chặn giặc ở vùng biên giới thì Trần Quốc Tuấn đã cho lui quân về phản kiếp. Thì lúc đó đó, nghe tin Trần Quốc Tuấn không chặn được giặc phải cho rút lui, vua Trần rất là lo lắng, bỏ cả cơm chiều, vội vã đi thuyền đến gặp Trần Quốc Tuấn và hỏi rằng: thế giặc mạnh, giết hại nhân dân tàn bạo như vậy, ta có nên hàng giặc hay không? Thì Trần Quốc Tuấn đã khẳng khái trả lời vua là: nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng. Chúng ta biết cái câu chuyện này được ghi chép trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thể hiện cái tinh thần quyết chiến chống giặc ngoại xâm của Trần Quốc Tuấn cũng như là của quân và dân nước Đại Việt thời Trần. Sau đó thì quân Thoát Hoang tập trung một lực lượng lớn tấn công vào Vạn Kiếp. Trước thế giặc mạnh thì quân Trần cho lui về Thăng Long, rồi sau đó rút về Thiên Trường. Và lần này thì nhân dân ở kinh thành Thăng Long vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống của triều đình. Quân Thoát Hoang kéo vào chiếm được kinh thành Thăng Long, nhưng chỉ là một kinh thành trống vắng, cho nên chúng không dám đóng quân trong thành mà phải kéo ra ngoài phía bắc sông Hồng để mà dựng doanh trại và đóng quân ở đó. Thì lúc này nè tụi con, tướng giặc Toa Đô đã từ Champa đánh lên Đại Việt. Champa là ở phía nam của Đại Việt đúng không? Thì trước khi đánh Đại Việt đó, nhà Nguyên đã cử Toa Đô dẫn theo quân và 300 thuyền chiến đánh Champa, nhưng mà vấp phải cái sự phản kháng quyết liệt của Champa, cho nên Toa Đô không thực hiện được mưu đồ, phải rút về cố thủ ở cái vùng biên giới giữa Đại Việt và Champa. Thì lúc này nè, lúc này Toa Đô đã dẫn quân từ Champa đánh lên, đánh vào Nghệ An, Thanh Hóa. Và cái sự tấn công này của cánh quân Toa Đô cũng làm cho cuộc kháng chiến của ta gặp nhiều khó khăn, là vì lúc đó một số quý tộc hoảng sợ đầu hàng trước cái sự tấn công của Toa Đô. Ở lúc này thì Thoát Hoang muốn thực hiện cái âm mưu là gì? Sẽ kết hợp với cánh quân của Toa Đô để tạo thành thế gọng kìm bắt sống vua Trần. Cho nên Thoát Hoang đã tự mình chỉ huy một lực lượng mạnh mở một cuộc tấn công lớn đánh xuống phía nam. Nhưng âm mưu này của Thoát Hoang bị thất bại. Thất bại trong cái âm mưu bắt sống vua Trần và tiêu diệt quân chủ lực của ta, cho nên Thoát Hoang đành phải rút quân về Thăng Long để mà chờ tiếp viện. Thì như cô đã nói, với kế hoạch vườn không nhà trống đó, quân giặc lại rơi vào tình thế thiếu đổi lương thực trầm trọng. Và lúc này, tháng 5 năm 1285, lợi dụng cái thời cơ mà quân giặc bị thiếu đói lương thực trầm trọng đó, quân Trần đã tổ chức những cái cuộc phản công mãnh liệt, đánh vào Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương, rồi tiến vào giải phóng kinh thành Thăng Long. Thì trong những cái trận đánh dữ dội ở Hàm Tử, Tây Kết, Chương Dương này, ta đã chém đầu được tướng giặc Toa Đô tại trận Tây Kết. Do đó
Thoát Hoang hoảng sợ phải rút khỏi Thăng Long để tháo chạy về nước. Và với cái lần này thì Thoát Hoang phải chui vào trong cái ống đồng đó, bắt quân lính khiêng cái ống đồng đó chạy về nước. Để sao? Để tránh những cái mũi tên bắn ra như mưa từ phía quân Trần, để được bảo toàn tính mạng, để tránh những cái làn mưa tên đó, những tránh những cái làn mũi tên đang bắn tới như mưa đó, thì Thoát Hoang phải chui vô trong cái chiếc ống đồng đó để trốn chạy về nước. Thì cái cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Xâm lược Nguyên năm 1285 đã được ghi chép bằng những câu thơ hào hùng trong tác phẩm Tụng Giá Hoàng Kinh Sư của Trần Quang Khải, với những câu chí khí ngất trời như là: Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử bắt quân thù, Thái Bình nên gắng sức, non nước ấy nghìn thu. Như vậy cuộc kháng chiến lần thứ hai đã kết thúc thắng lợi. Ta đã đánh bại 50 vạn quân Nguyên, một đạo quân hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc bấy giờ. Và khiến cho Thái tử Thoát Hoang, một chỉ huy, phải chui vào chiếc ống đồng để mà trốn chạy, để được bảo toàn tính mạng và trốn chạy về nước. Rồi, cô mời cả lớp ghi bài cái phần 2. Chúng ta cũng kẻ khung nha, vì cách ghi bài của chủ đề này là lập bảng nội dung chính, nên chúng ta phải kẻ khung rồi ghi nội dung bài học vào. Cô đến với phần 3, cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân Xâm lược Nguyên năm 1287-1288. Thì cái lần thứ 3 này là do thất bại trong hai cái lần trước, khiến cho vua Nguyên là Hốt Tất Liệt vô cùng tức giận, nên quyết là phải đánh Đại Việt lần thứ 3. Và trong cái lần thứ 3 này thì vẫn là do Thái tử Thoát Hoang chỉ huy. Lần thứ 3 này, quân Nguyên huy động một lực lượng gồm 30 vạn quân. Đây là lược đồ cuộc kháng chiến lần thứ 3 chống quân Nguyên. Chúng ta vẫn xem chú giải để nắm được nội dung lược đồ nha. Rồi, cô mời các bạn xem cho cô ở cái phần phía dưới lược đồ, đó chỗ cái phần biển nè. Chúng ta thấy những cái mũi tên màu xanh đúng không? Mang tên Ô Mã Nhi, rồi Trương Văn Hổ ở cái cửa biển Vân Đồn này. Vậy đó là gì? Đó chính là sự chuẩn bị của nhà Nguyên trong cái cuộc xâm lược lần thứ 3 với Đại Việt này. Ngoài cái đạo quân bộ 30 vạn quân do Thái tử Thoát Hoang tiếp tục chỉ huy theo đường bộ đã tiến vào nước ta và đóng quân ngay tại Vạn Kiếp. Thoát Hoang cho xây dựng một căn cứ rất vững chắc ở Vạn Kiếp với ý định là đánh lâu dài. Lần này đánh lâu dài. Rồi đồng thời là gì? Một đạo quân thủy do Ô Mã Nhi chỉ huy với những chiến thuyền tiến vào nước ta ở vùng biển, và có cả một đoàn thuyền chở lương thực. Như vậy chúng ta nhìn vào cái sự chuẩn bị của quân Nguyên trong cái lần xâm lược lần thứ 3 này, vừa có quân bộ, vừa có quân thủy yểm trợ, mà vừa có đoàn thuyền chở lương thực nữa để đối phó lại với kế hoạch vườn không nhà trống của ta. Thì cô nói về cái tình hình lúc bấy giờ, khi mà Ô Mã Nhi làm nhiệm vụ hộ tống cái đoàn thuyền chở lương thực của Trương Văn Hổ tiến vào vùng biển Vân Đồn của nước ta, thì Ô Mã Nhi đã chủ quan, cho rằng tới nơi này là đã an toàn, nên Ô Mã Nhi vội vã dẫn thuyền chiến tiến lên phía trước, nhanh chóng đi về Vạn Kiếp để mà hội quân cùng với quân của Thoát Hoang, và như vậy là bỏ rơi cái đoàn thuyền chở lương thực lại phía sau. Như vậy chúng ta thấy cơ hội đã đến, đúng không? Cô phân tích về cái đoàn thuyền chở lương thực nha. Đoàn thuyền chở lương thực thì đương nhiên nhiệm vụ của nó là chở lương thực rất nặng nề, đúng không? Lại ít quân lính chở lương thực mà. Do đó khi mà đoàn thuyền chở lương thực này chỉ còn lại một mình, bởi cái đoàn thuyền chiến làm nhiệm vụ hộ tống đã vội vã rời đi, Ô Mã Nhi tiến quân về Vạn Kiếp rồi, thì chúng ta thấy là đoàn thuyền chở lương thực một mình còn lại ở cái vùng biển Vân Đồn, nó là cơ hội quá thuận lợi cho phía quân nhà Trần. Và cái chiến công ở cái trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ thuộc về tướng Trần Khánh Dư của nhà Trần. Tướng Trần Khánh Dư đã đoán biết trước, cho nên cho quân mai phục ở Vân Đồn. Khi đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ chậm chạp tiến đến, thì quân ta từ những nơi mai phục đã đổ ra đánh.
Kết quả là tiêu diệt được đoàn Thiền Lương một cách dễ dàng. Phần lớn lương thực bị quân ta chiếm lấy, phần còn lại thì bị chìm xuống đáy biển. Sau khi mà về đến Vạn Kiếp gặp Thoát Hoang, thì cả Thoát Hoang và Ô Mã Nhi mong đợi tin tức của đoàn Thuyền Lương là sẽ triển khai kế hoạch tấn công. Nhưng chờ hoài chờ mãi không thấy, cho người đi dò la tin tức thì mới biết đoàn Thuyền Lương đã không còn nữa. Thì trước cái thông tin đó, Thoát Hoang đã quyết định điều gì? Rút lui về nước, tức là không có ở lại để mà chiến đấu lâu dài như kế hoạch ban đầu nữa. Để mà rút lui về nước thì Thoát Hoang đã quyết định là sẽ chia làm hai cánh quân theo hai đường thủy bộ rút về nước. Quân bộ do Thoát Hoang chỉ huy sẽ từ Vạn Kiếp rút về nước, còn quân thủy thì sẽ theo đường thủy rút về nước theo hướng sông Bạch Đằng. Nhận thấy thời cơ tiêu diệt quân Nguyên giải phóng đất nước đã tới rồi, vua Trần và Trần Quốc Tuấn đã quyết định mở một cái cuộc phản công lớn bằng cách là tiến hành bố trí trận địa mai phục ở sông Bạch Đằng. Đây, chiến thắng Bạch Đằng 1288, nhìn thấy những cái chiếc cọc ngầm rồi những chiến thuyền trên sông là chúng ta biết ngay đó chính là trận Bạch Đằng. Con sông Bạch Đằng đã ghi nhận nhiều chiến công lẫy lừng trong cái lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của ông cha ta rồi, đúng không? Đó là trận Bạch Đằng thời nhà Ngô, trận Bạch Đằng thời nhà chính là cái trận Bạch Đằng chống quân Tống vào năm 981 của nhà Lý, và bây giờ là trận Bạch Đằng năm 1288 dưới thời nhà Trần. Cô sẽ tóm tắt trận đánh trên sông Bạch Đằng ha. Thì sông Bạch Đằng là một con sông lớn do sông Đá Bạc, sông Giá và nhiều sông khác đổ vào nữa. Thì lòng sông của con sông này, dòng sông này rộng khoảng 1 km khi mà thủy triều lên cao. Nó chảy qua địa phận huyện Hưng, Yên Hưng của tỉnh Quảng Ninh và Thủy Nguyên của Hải Phòng rồi đổ ra biển. Trần Quốc Tuấn đã cho tìm hiểu cái con nước thủy triều lên xuống hàng ngày và đã cho cắm cọc trên sông, bố trí các đạo quân mai phục. Đến đầu tháng 4 1288 thì đoàn thuyền do Ô Mã Nhi chỉ huy có kỵ binh hộ tống rút về nước theo đường thủy trên sông Bạch Đằng. Khi thuyền chiến của Ô Mã Nhi tiến gần đến cái trận địa cọc ngầm của ta đã bố trí đó, thì nhà Trần cho một số thuyền nhẹ ra khiêu chiến rồi giả vờ thua bỏ chạy, quân giặc đuổi theo, và đuổi theo thì lọt vào trận địa cọc ngầm của ta đúng vào cái thời điểm gì, nước thủy triều rút xuống. Khi nước thủy triều rút nhanh xuống, những chiếc cọc nhọn nhô lên đâm vào thuyền giặc, khiến cho thuyền giặc bị vỡ, bị đắm. Rồi từ hai bên bờ, hàng nghìn chiến thuyền nhỏ của quân Trần đổ ra đánh nữa, phá vỡ đội hình của giặc. Giặc bị đánh bất ngờ như vậy cho nên rất là hoảng hốt, lại càng tranh nhau tháo chạy, thì thuyền giặc càng xô vào nhau, bị ùn tắc lại, rồi bị cọc nhọn đâm vào, bị vỡ, bị đắm. Và cùng lúc đó là ta kết hợp với kế hỏa công nữa, có nghĩa là đánh bằng lửa. Rất nhiều chiếc bè lửa theo nước thủy triều đang xuống đó lao vào thuyền giặc, làm bùng cháy chiếc thuyền giặc, đốt cháy những chiếc thuyền giặc. Những tên giặc sống sót mà nhảy lên bờ để trốn thoát thì sẽ bị quân ta mai phục sẵn trên bờ để mà tiêu diệt. Như vậy toàn bộ thủy quân của giặc đã bị ta tiêu diệt, và Ô Mã Nhi bị bắt sống trong cái trận đánh trên sông Bạch Đằng này. Còn quân bộ của Thoát Hoang thì theo hướng Lạng Sơn, khiếp sợ, hốt hoảng rút chạy về Quảng Tây, Trung Quốc. Và trên đường tháo lui thì chúng cũng bị quân dân ta liên tiếp tập kích rất nhiều trận. Như vậy cuộc kháng chiến lần thứ 3 đã kết thúc thắng lợi. Một lần nữa, quân dân Đại Việt dưới sự chỉ huy của nhà Trần đã đánh tan cái đạo quân xâm lược hơn 30 vạn quân và được chuẩn bị rất chu đáo lúc bấy giờ. Rồi, cô mời cả lớp ghi bài.
chúng ta sẽ ghi nội dung phần 3 này vào. Và trong cái phần tiếp theo của chủ đề còn có nội dung phần 4 là nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. Thì trong cái phần 4 nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử này, cô đã trình bày thành hai ý. Ý thứ nhất là nguyên nhân thắng lợi và ý thứ hai là ý nghĩa lịch sử. À, cả lớp ghi chép bài đầy đủ, bởi vì cái chủ đề nước Đại Việt thời Trần này cũng là một trong những nội dung quan trọng để chúng ta ôn tập thi học kỳ. Cô chúc các em nhiều sức khỏe, học tốt và sẽ đạt kết quả cao trong cái kỳ thi sắp tới nha.